cho chồng đi ăn bánh trả tiền trong giai đoạn mang thai thì có nên hay không hả chị Phương? Nhiều chị em cứ cho rằng ở cái giai đoạn này á thì bản thân không thể đáp ứng được nhu cầu cho chồng, nên thể hiện cái sự thấu hiểu và thông cảm bằng cách đã là đồng ý cho chồng đi ăn bánh trả tiền. Nhưng ai mà có cái quan điểm đó thì hoàn toàn là sai lầm. Nếu như mà bạn đã xác định được giá trị của bạn nằm ở chỗ nào thì sau này á, bạn có đau khổ bạn cũng phải chịu thôi. Bởi vì sao? Một khi mà bạn đang mang thai nghĩa là bạn đang phải đối diện với rất nhiều nỗi đau, sự cô đơn và sự mệt mỏi. Và trong cái thời điểm đó chính là cái thời điểm mà người chồng thể hiện tình cảm với bạn thật nhiều, thể hiện sự chia sẻ để chứng minh tình cảm của anh ấy dành cho bạn. Tuy nhiên, nếu như mà bạn chỉ nghĩ cho mỗi yêu cầu của chồng là anh ấy không được thỏa mãn nhu cầu, bạn tội anh ấy thì ai tội cho bạn đây? Vì vậy, đã là phụ nữ thì đừng tỏ ra cao thượng không đúng chỗ như vậy. Một khi bạn đã đồng ý cho chồng đi bóc bánh trả tiền, dù chỉ một lần thì sau này chắc chắn sẽ có nhiều lần nữa. Chị em hãy nhớ điều này nhé.